trong đêm giao lưu văn nghệ trước khi tổ chức cuộc gặp mặt nghĩa tình đồng đội của đoàn 6 Nghệ An 715-754 chúng tôi. Xin giới thiệu cùng các bạn bài thơ Có một thời ta đã yêu nhau của Đậu Thị Hà, nguyên lính của đoàn 6 Nghệ An và sau này là một giáo viên quê Diễn Châu. Và người trình bày bài thơ là Trần Thị Vinh, cũng là linh cựu chiến binh của đoàn 6 Nghệ An chúng tôi. Có thể bài thơ không hay, giọng ngâm không xuất sắc, nhưng nó thể hiện tình cảm của những người lính trẻ một thời gian khó và đầy kiêu hùng trên đất Tây Nguyên, đầy nắng, gió và gian khổ trong những ngày sốt rét triền miên sau khi miền Nam được giải phóng. Tất cả đã khác xưa và ngày nay chúng tôi có cuộc gặp mặt. Xin mời các bạn cùng nghe bài thơ Tình yêu của lính do Trần Thị Vinh, quê Diễn Châu, tỉnh Bắc. Có một thời anh đã yêu em, dù ít dù nhiều cũng là duyên là nợ. 48 năm rồi quên em trong nỗi nhớ, để bây giờ hai đứa ở hai nơi. Có một thời em đã yêu anh, dù chưa một lần thề non hẹn biển, nhưng tình em vẫn tháng ngày lưu luyến. Để bây giờ hai đứa chẳng gần nhau. Có một thời ta đã yêu nhau, để bây giờ vẫn đây không nỗi nhớ. Gắn bó biệt ly kiếm tìm gặp gỡ, để bây giờ hai đứa chẳng thành đôi. Tình yêu ơi ta đã có nhau rồi, dù hư ảo một mối tình còn lại, và để rồi chúng mình thương nhớ mãi. Có một thời ta đã biết yêu nhau,